Cô chào các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình cắt dán một bưu thiếp đơn giản để tặng ba, tặng mẹ và tặng cô giáo của chúng mình nhân ngày 20 tháng 10 này nhé. Ở đây cô có các vật liệu như sau. Cô dùng những tờ giấy thủ công, một chiếc kéo, một chiếc bút chì và một chiếc bút dạ. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Hôm nay cô sẽ tạo hình một bạn mèo. Đầu tiên, cô sẽ dùng bút chì để vẽ phần mặt của bạn mèo. Mặt của bạn ấy hình tròn nhé các em nhé. Đây là thân của bạn mèo. Và đây là phần đuôi của bạn. Cô sẽ vẽ mắt cho bạn, mũi, miệng và đầu. Cô sẽ vẽ một bạn mèo nữ nên cô sẽ cho thêm tóc vào đây. Và bây giờ cô sẽ dùng kéo để cắt. Chúng mình sẽ cắt xung quanh phần bạn mèo. Con sẽ cắt theo nét lượn cong của phần đuôi. Cắt lần lượt. À, cô đã cắt được chú mèo rồi. Cô sẽ cắt, sẽ đo phần cỏ. Cô sẽ tạo hình các cây cỏ bằng các nét gấp khúc các em nhé. Sau đó, chúng mình sẽ dùng kéo cắt theo những đường gấp khúc chúng mình vừa vẽ nhé. Để dễ cắt hơn thì chúng mình cắt thẳng ra một đường thế này. Chúng mình sẽ cắt lần lượt từ trên xuống dưới. Cô vẽ thêm một đường cỏ nữa.
cô đã có hai đường cỏ rồi. Ở phần trên của chú mèo, phần đầu của chú mèo thì cô đã cắt sẵn những cái đường diềm này rồi. Rồi cô sẽ cắt những đoạn nhỏ để ghép vào phần đầu. Chúng mình cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra nhé. Bây giờ mình sẽ đi gắn. Mình cắt thêm những phần đó. Bây giờ cô sẽ dùng keo. Bôi xung quanh. Chúng mình sẽ dán vào một tờ bìa to hơn để tạo khung nhé. Các con vuốt đều. Tiếp theo mình dán xung quanh. Sau đó cô sẽ đặt bạn mèo vào. Tiếp đường cỏ thứ hai. Cô sẽ làm thêm một đường cỏ nữa nhé.
Sau đó cô sẽ dùng bút dạ ghi lại các nét. Chạy mèo này cho nó thật là xinh. Đồ mí rất là xinh nha. Bạn mèo này thì cô sẽ vẽ cho bạn ít, trang trí cho bạn ít bông hoa và chiếc áo của bạn nhé. Bên ngoài thì các con có thể dùng những chấm để chúng mình chấm. Chúng mình sẽ ghi ngày 20 tháng 10. Cô có thể cắt cho bạn ấy một cái nơ. Cô đã vừa hoàn thành xong chiếc bưu thiếp của mình rồi. Bây giờ các con hãy cùng làm và tặng cho bà, mẹ,
và cô giáo của mình nhé. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở video tiếp theo.